khai mạc tuần phim và triển lãm ảnh trong khuôn khổ tuần lễ Liên minh Thái Bình Dương tại Hà Nội. Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái đánh giá cao sáng kiến và nỗ lực của 4 đại sứ quán Chile, Colombia, Mexico và Peru tại Hà Nội và các đối tác Việt Nam đã tổ chức tuần phim và triển lãm có ý nghĩa này. Đây là hoạt động nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, thúc đẩy thương mại và giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và Liên minh Thái Bình Dương, diễn ra tại Thư viện Quốc gia Việt Nam từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5. Sự kiện này còn là cơ hội giới thiệu sâu sắc về liên minh tới các đối tượng khác nhau, từ doanh nghiệp cho tới học sinh, sinh viên, trong đó bao gồm cả những tín đồ ẩm thực và người say mê điện ảnh.